8 phần trùng đang được thở oxy trước giờ xuất phát. Thành đang lên cá đầu tiên trong ngày mùng 5 tháng 8 2015. Xin chúc mừng. Chúc mừng canh thủ Si Cút chưa. Con cá thứ nhì, anh Cường 5X. Chúc mừng kệ, kệ chiều nay phải tỏa sáng đúng không? Rồi, rồi, ok. Hàng hiếm.
Ok, tuyệt vời. Chiến con sông của anh Thôi Kệ và chú Phượng Nam Ít và anh Tấn Thành. Đây là thành quả sau 2 đêm của anh em trên ghe.